Rồi, hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip sáng nay thì mình có một lô máy cũ giới thiệu cho anh em. Thì anh em mua máy thì vui lòng cọc trước cho mình cái cạc Viettel 50k nha. Cho những máy dưới 1 triệu ha, còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình cái mã số thẻ cao 15 số á, xong rồi họ tên địa chỉ cùng với cái máy anh em cần mua thì mình sẽ ship cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Anh em cứ test máy thoải mái nha, khỏi phải nói là có được kiểm tra hàng hay không. Thì bên mình bán ok, anh em cứ test máy thoải mái, bao test anh em 1 tuần. Anh em cứ nhận máy thoải mái, xong rồi kiểm tra 1 tuần sau, lỗi báo em. Em sẽ đổi lại anh em máy khác, ok chưa? Đó, còn mình bảo hành trách nhiệm 1 tháng cho anh em sử dụng. Kênh này kênh của mình là cái kênh chính nha anh em. Còn mình có một kênh phụ là kênh Hữu Phúc Vlog nữa. Thì anh em nếu mà xem YouTube nhiều á thì đăng ký bên kênh đó, thì kênh đó chuyên mình chuyên thay màn hình cũng như những cái thủ tục về điện thoại á. Có nào mình đang nghe nói nha. Cũng có máy cũ bên kênh đó luôn, và kênh đó là chuyên bán máy riêng. Anh em vô kênh Hữu Phúc di động Hữu Phúc của mình á. Sau này anh em mua vô kênh này. Anh em lên YouTube gõ chữ di động Hữu Phúc, xong anh em vô cái một kênh đây. Thì nó sẽ là kênh Hữu Phúc Vlog, mới có 46 video thôi nha. Đó, anh em bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Để ra clip mới thì anh em còn biết chuyên máy riêng bên kênh này. Mình có bao nhiêu mình sẽ up bao nhiêu ha. Ok nha anh em. Và kênh đó là cũng có những cái clip thay màn hình này nọ, anh em tự thay nha được luôn. Con máy đầu tiên hôm nay là mình sẽ giới thiệu anh em. Con Vivo máy có này anh em. Vivo này là vỏ 6 mình chưa thay nha. Mình chưa thay vỏ luôn, để bán luôn nha anh em. Đó, nói chung vỏ là hơi xấu. Nhưng mà được cái là màn hình đẹp. Anh em mua cái ốp lưng bỏ vô là xài ok luôn nha. Màn hình rất là đẹp nha anh em. Đó, sáng đẹp. Đó, gần như kính là có vài cọng lông mèo thôi. Con này RAM 3. Cấu hình thì cực mạnh, RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình 5 inch. Pin con này là 2500 nha, rồi 26. Giá để anh em 750 thôi. 750 kèm sạc cho anh em về xem YouTube thoải mái luôn, mà chạy rất là nhanh nha, mượt nhanh. RAM 3GB. Xài ok luôn, giá chỉ 750 thôi anh em. 750k. Tiếp theo clip là con thứ hai, con Vivo Y55S. Con này vỏ thì nói chung là cũng không được đẹp nha anh em, xấu nha. Đó. Mình quay rất kỹ trong một clip thì anh em mua gửi tới anh em thì y con máy này thôi. Không có con máy nào khác đâu nha. Thì mình có sản phẩm này rất là ít, một hai cây thôi, không có nhiều. Kính đẹp nha anh em. Phải cả khách tí nè. Đó, thì con Y55 nha. Kính thì rất là đẹp nha anh em. Kính đẹp và như đẹp càng luôn á. Y55 thì con này màn hình 5 inch 2, RAM 2 16, pin con này 2007 nha anh em. Rồi, để anh em giá 950 thôi. Kèm sạc nha, 950. Tiếp theo clip là con Samsung G530. Con này thì về anh em chủ yếu xem YouTube nghe gọi thôi. Thay vỏ rồi anh em, con này thay vỏ đẹp càng nha. Kính lưng đẹp keo sạc em. Màn hình con này là 5 inch, RAM 21 bộ nhớ 8, pin 2006. Thế nên giá 630.000 thôi. 630k. Kèm sạc cho anh em nha. Cặp 50k Viettel là mình sẽ ship hàng tận nơi cho anh em. Vivo Y53, máy kính đẹp keo. Lưng thì xấu theo thời gian sử dụng nè anh em. Lưng thì có xuất sắc xấu rồi, không đẹp keo nha. Kính thì quá ok rồi. Con này màn hình 5 inch nha, RAM 2 16, pin 2500 nha anh em. 830k. 830k. Cọc trước 50k Viettel, ship hàng tận nơi cho anh em. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Ok nha. Mobistar Prime X1. Màn hình 5 inch 5.5, RAM 3 16, pin 3000. Máy này ngoại hình kính lông mèo nhẹ nhẹ nha. Kính có xước lông mèo. Lưng đẹp. Để anh em giá 900k thôi. 900k. Màn hình cực sắc nét luôn. RAM 3GB nha anh em. Rất đẹp nha. Đó, sáng đẹp cực kỳ luôn. iPhone. iPhone 7 lút. Máy full chức năng. 32GB. Mã LL Mỹ nha anh em. Pin 98. Pin 98 trăm. Máy nguyên zin. Màu đỏ nè.
cái riêng màu đỏ nhá, 32 GB. Để lút giá 5,7 triệu anh em, kèm sạc 5,7 triệu nha anh em, kèm sạc nha. Máy rất là đẹp. iPhone X, iPhone X máy màu trắng đẹp kia. Máy ring luôn. Con này 64 GB nha, 64 GB mã VN Việt Nam luôn em, dòng này của Thế Giới Đạo hay FPT thôi. Mọi chức năng full. Máy riêng nguyên, anh em đừng soi những máy đã thay màn OLED nha. Đừng soi những màn là máy đã thay màn, máy mình là máy riêng. Bao giờ anh em riêng từ A tới Á luôn, máy đẹp tầm 99. iPhone X giá 9,8 triệu nha anh em. 9,8 triệu kèm sạc cho anh em. iPhone X máy rất là đẹp. Samsung A8 màn hình 5.7, RAM 2, bộ nhớ 32, pin 3 ngày. Con này để mình test camera thì nó có bị lỗi camera. Camera sau đẹp nha anh em, chụp hình rất là sắc nét. Camera trước bị bầm xung quanh nha, có sao nói vậy nha anh em, nó bầm xung quanh rồi. Còn màn hình rất là đẹp. Đó, máy đã ép kính lại. Con này thì để anh em 980 thôi, 980k, có xuất sắc như vậy luôn. A8 vàng bán một thời nha anh em, 980. Con này là Samsung Ribeiro màu xanh nhạt, vỏ hơi xấu một tí, có xước anh em. RAM 3, bộ nhớ 32, màn hình 5.5 inch, pin 3600 nha anh em. Ribeiro mà thay màn, để anh em giá 1.680.000, 1.680 kèm sạc cho anh em, máy rất ok. Tiếp theo thì mình có con Ribeiro Gold ring đẹp, máy ring luôn, vỏ chỉ có xước sắc sườn nhẹ nhẹ. Sườn thì có xước sắc, kính đẹp, đại giá cực lực, máy ring luôn. Máy ring chưa hề thay thế gì hết nha anh em. Cũng RAM 332, màn hình 6.5 inch, bởi pin con này là 3.6. Ribeiro 32 SIM. Máy ring giá 2,2 triệu nha anh em. 2,2 triệu kèm sạc nha. Samsung Z6 cộng màu xanh đẹp kia. Con này thay vỏ nha anh em. Máy thay vỏ đẹp kia sờ bèn luôn. Màn hình 6 inch, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 3.3. Con này để anh em giá 1,9 triệu nha. 1,9 triệu. Thay vỏ. Máy rất là đẹp. Resell lút, mọi chức năng hoàn hảo nha anh em. Oppo F3. Con này thay vỏ đẹp. Oppo F3, mọi chức năng VIP luôn. Thay vỏ như mới. RAM 4/64. Màn hình 5.5 inch, pin 3200. Để anh em giá 1,650. 1,650 nha anh em. Oppo F3 đẹp như mới luôn. Như bóng hộp kèm sạc giá 1,65, quá bèo. Tiếp theo là con Realme 5S, máy mới full box. Realme 5S nha anh em. Ốp còn nha, ốp chất còn nguyên hết. Máy mới. Cắp cáp nguyên riêng. Không giới thiệu nhiều nha. Đó, giới thiệu anh em full box này cho anh em biết. Realme 5S. RAM 4, bộ nhớ 128. Bộ nhớ 128 GB nha anh em. Rất là khủng nha, 6,5 inch, pin 5 ngày. Giá con này để anh em 3,6 triệu nha. 3,6 triệu full box luôn. Và có một con Realme 5 nữa anh em. Realme 5 full box mới luôn. Mấy con này bảo hành anh em dài thoàn lòn luôn nha. Gần 1 năm hết, con nào cũng vậy. Còn ốp này, ốp mới khen luôn. Cáp ring nguyên. Realme 5. Con này RAM 3, bộ nhớ 64. Màn hình 6.5 inch và pin 5000 nha. Máy thì lột cái miếng dán lại nha, dán lại cơ lực cho anh em. Tất cả máy bán ra đa số mình dán cơ lực lại cho anh em hết nha. Kẹp sạc bèn. Máy mới.
Con Realme 5 này thì để anh em giá 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 cho em RAM 3 bộ nhớ 64, pin 5000. 2 triệu 6. Rồi, còn rất nhiều máy nữa, nhưng mà clip này cũng đã dài rồi. Tạm dừng tại đây đi. Thằng ấy chào cả nhà. Chúc anh em sức khỏe thành công nha. Nhớ đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình nha.